Xin chào các bạn, xin chào bà con. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ươm cable giá đổ, giá thể. Thì cụ thể ở đây là tôi ươm hột dưa leo và hột dưa lưới. Trong này có 10 hột dưa lưới và 102 hột dưa leo. Vì là cái khay của tôi là gồm có 112 lỗ, cho nên là tôi chọn đúng với lại số hột bằng với số lỗ để ta ươm cho nó dễ. Thì ở đây là tôi có mua cái loại hột dưa leo này. Đây, giống này. Giống dưa leo F1 HMT356 do công ty tiếng Anh gì đó, 2 mũi tên đỏ sản xuất. Thì gói này là 70.000. Thì tôi ươm còn ở trong này. Thì để mà chuẩn bị ươm, thao tác chuẩn bị ươm là chúng ta phải cần có một cái giá thể. Nếu các bạn không có giá thể thì các bạn có thể ươm vào cái bọc ni lông hoặc là gieo ngoài đất. Thứ hai nữa là ta chuẩn bị đất. Bên đây tôi pha trộn là 3 loại. Đây là phân hôi mục, phân bò hôi mục, cát và sơ dừa theo tỷ lệ 1:1. Sau đó tôi sẽ tiến hành trộn đều. Và thứ ba nữa là hạt giống. Hạt giống thì các bạn lưu ý là trước khi các bạn gieo thì các bạn nên ngâm trước 15 phút để cho nó thấm nước, cho nó dễ nảy mầm. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành trộn đất và cho đất vào giá thể. Để tôi đặt cái máy. Bây giờ là tôi tiến hành tôi trộn đất này. Trộn pha cho nó dễ đi, pha cho nó đẹp. Trong quá trình trộn thì chúng ta nên loại bỏ những cái sơ dừa này, chỉ dừa này ta vứt ra, hoặc là có những cái cục sạn to thì chúng ta nên lấy ra, hoặc là chúng ta bóp nhỏ. Rồi, sau khi trộn đều thì ta cho nước vào. Cho nước vào trộn đều. Các bạn cho nước làm sao mà nó có độ ẩm cỡ 70 đến 80% là độ ẩm là được. Rồi mình vắt chảy nước này các bạn là ok. Sau đó tôi tiến hành là cho đất vào giá thể. Đây. Đây này. Vậy là tôi đã cho đất vào giá thể xong thì các bạn lưu ý là không nên nha, cho đất vào giá thể nó chặt quá, nó chặt ở mức độ vừa phải thôi, chúng ta ấn còn đúng này mày xuống là được, đừng cho chặt quá. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta cần có một cái cây như thế này để chúng ta chột lỗ và bỏ cái hộp giống vào đó, như vậy đó. Ta lắp lại đó. Các bạn lắp thì các bạn nhớ lỗ nào các bạn bỏ rồi chứ tránh trường hợp bỏ trùng một lỗ hai hộp. Như vậy là tôi đã ươm xong cái giá thể này. Thì sau khi các bạn ươm xong thì các bạn nên phun sương cho nó, rồi sau đó tiến hành để vào một vị trí bóng mát để cho nó giữ ẩm và để cho cây nó nhanh nảy mầm.